Vâng, chào tất cả mọi người. Bây giờ mình sẽ đi nhận định và phân tích cái tỷ lệ kèo của trận đấu giữa hai câu lạc bộ West Ham và câu lạc bộ Manchester City. Đây là trận đấu thuộc vòng 5 giải ngoại hạng Anh và sẽ được diễn ra vào lúc 21 giờ ngày 16 tháng 9 theo giờ Việt Nam. Và trận đấu này Manchester City sẽ là những người được đánh giá cửa trên và sẽ chấp West Ham với mức kèo là 1,25, mức kèo cũng có thể hạ xuống còn một trái và tăng 1,5. Mức tài xỉu trận đấu này là 3 trái, 3,25 và 2,75. Tỷ kèo biến động. Trước khi đi vào nhận định, mong các bạn ủng hộ mình bằng một like video này và một lượt đăng ký kênh nhé. Và mình cũng xin thông báo thêm với các bạn là mình có tạo một kênh YouTube mới tên là Di Review Soi Kèo. Thì bạn nào quan tâm đến những nhận định của mình để tham khảo các kèo bóng thì mong các bạn ủng hộ kênh mới của mình bằng một lượt đăng ký nha. Mình có để sẵn đường link kênh mới ở bên dưới phần bình luận của video này. Các bạn cứ việc nhích nhẹ cái màn hình các bạn xuống dưới phần bình luận, sau đó các bạn sẽ thấy một cái đường link màu xanh và ấn vào đường link đó, ấn thêm chữ đăng ký là xong nha. Và bây giờ mình sẽ quay trở lại với cái phần nhận định bóng đá của trận đấu này nha. 5 lần đối đầu gần nhất của West Ham và Manchester City thì West Ham thắng 1, hòa 1 và thua 3 trước Man City. 5 trận thi đấu gần nhất của West Ham thì West Ham thắng 3, hòa 1 và thua 1. Còn 5 trận thi đấu gần nhất của Man City thì Man City bất bại với 5 trận thắng liên tiếp. Và ở lần đối đầu này với mức kèo thế này thì theo nhận định của mình, mặc dù là kèo chấp nó cũng hơi cao, tuy nhiên thì mình vẫn đặt niềm tin vào Man City ở trận đấu này nha. Chấp 1,25 hoặc là bạn nào an toàn hơn, bạc hơi thấp, lựa mức kèo phụ là Man City chấp một trái thôi. Vì sao? Mặc dù trận đấu này Man City phải đi làm khách và chấp cái mức kèo nó cũng hơi cao, tuy nhiên thì nếu mà xét về thực lực, đẳng cấp và chiều sâu đội hình ở thời điểm hiện tại so với West Ham thì mình thấy là Man City vẫn đang được đánh giá là nhỉnh hơn đội chủ nhà khá là nhiều. Thứ hai nữa thì xét về phong độ cũng như là thành tích đối đầu của hai đội ở những lượt trận gần đây á, thì mặc dù là cả hai đội ở 5 lượt trận thi đấu gần nhất đều đang đạt phong độ rất là tốt, nhưng mà dù gì thì Man City họ cũng còn đang vượt trội hơn nhiều so với West Ham. Cái thành tích thi đấu của Man City trên sân khách ở những lượt trận vừa qua thì cũng vô cùng ấn tượng luôn, đặc biệt là những lần đến làm khách trên sân của West Ham á, thì Man City họ thường có kết quả cũng rất là tốt. Và trận đấu này Man City sẽ có được sự phục vụ của đội hình mạnh nhất cộng với cái sự khác biệt đến từ chân sút ghi bàn chủ lực là Eden Haaland nữa, hiệu suất ghi bàn cũng tốt. Thời gian đây thì mình nghĩ là với mức kèo này Man City họ cũng không quá khó để vượt qua đâu, cho nên trận đấu này bạn nào tin tưởng mình ưu tiên chọn Man City chấp nha, 1,25 hoặc an toàn hơn lựa mức kèo chấp một trái thôi. Mức tài xỉu trận đấu này là 3,25, 3 trái và 2,75. Thì những lần đối đầu với nhau trước đây của hai đội thì đa phần mình thấy nó cũng có từ 3 hoặc 4 bàn trở lên, với lại là phong độ của hai đội ở thời gian đây thì cũng là rất là tốt và hiệu suất ghi bàn nó cũng ổn định nữa. Mình nghĩ trận cầu này sẽ là trận cầu hấp dẫn với nhiều bàn thắng được ghi và hai đội đều ghi bàn. Ngoài ra thì các bạn cũng có thể là chơi cái mức chơi phụ là hai đội ghi bàn nha. Dự đoán trận đấu này sẽ là 3-1, 4-1 nghiêng về cho Man City. Bạn nào tin tưởng mình đó thì ưu tiên chọn kèo tài nha. Trận đấu này các bạn lựa kèo tài từ 3 trái trở xuống thôi. Ở mức hiệp 1 thì mức kèo chấp là 0,5 và tài xỉu là 1,25. Dự đoán hiệp 1 với mọi thứ đều đang vượt trội hơn đội chủ nhà thì Man City họ sẽ có 1 hoặc 2 bàn dẫn trước. Hiệp 1 các bạn chọn Man City chấp nha. Canh tài khi nào còn từ 1 trái trở xuống thì vào. Tóm lại trận đấu này chốt kèo là chọn Man City và tài ở hiệp 1 cũng vậy. Chúc anh em may mắn nha.